giao thức nó rất là quan trọng. Đấy, cơ chế lưu trữ thì nó cũng liên quan đến cái việc phân tích về các giá trị của đối tượng này. Đấy, thì tôi điểm qua để chúng ta hiểu rằng là cái biểu đồ đối tượng khi cần thiết, khi mà chúng ta cần phải phân tích thì chúng ta xem rằng là cái giá trị ở trong từng cái đối tượng đấy trong những cái thời điểm nhất định thì nó như thế nào. Đấy, thì chúng ta sẽ phải phân tích nó ra. Rồi, tiếp tục biểu đồ thành phần. Thì biểu đồ thành phần ở đây là cái khía cạnh là hình ảnh vật lý. Đấy, hình ảnh nó là khía cạnh vật lý của hệ thống. Nó mô tả các tác nhân vật lý như là file thư viện, file thực thi. Thì ở đây nó là các file được tạo ra. Như là trong hệ thống order kia thì nó có các file như là order, special order, rồi customer, nó được tạo ra. Nó được tạo ra. Thì mục đích của component là hình ảnh hóa các thành phần của hệ thống, xây dựng các thực thi bởi sử dụng kỹ thuật truyền đảo nghịch. Đấy, phát triển và build ra những file thực thi, mô tả tổ chức và các quan hệ của các thành phần. Vẽ một biểu đồ thành phần thì chúng ta cần xác định rõ các file sử dụng trong hệ thống, thư viện và hay các thành phần khác liên quan đến hệ thống, mối quan hệ giữa các tác nhân và sử dụng tên có ý nghĩa cho các tác nhân, sử dụng các lưu ý cho khai báo các điểm quan trọng. Biểu đồ thành phần được sử dụng là mô hình các thành phần của hệ thống, mô hình cơ sở dữ liệu, mô hình các file thực thi ứng dụng và mô hình số code của hệ thống. Thì khi mà biểu đồ thành phần nó sử dụng cho những cái ý nghĩa như thế này, thì đối với cả UML thì chúng ta có, giả sử như ở đây chúng ta có những hệ thống liên quan đến customer, ship, ping, order, product, card hoặc là payment, thì chúng ta sẽ có cái sự giao tiếp giữa các thành phần. Đây là các thành phần của customer hay là order hay product, payment, thì chúng ta tạo ra các component, các thành phần của cái hệ thống như là bán hàng. Đấy, nó sẽ có thành phần customer, là trong này nó sẽ chứa cái thông tin, nó không phải là một file customer đâu, mà nó thể có rất nhiều các file, mà trong này nó sẽ thực hiện cái việc là quản lý về customer. Order thì nó sẽ thực hiện việc quản lý order. Product thì nó là thành phần product, và trong này nó sẽ có những cái cài đặt, nó có những cái module, cái thư viện mà quản lý product. Đấy, khác là liên quan đến giỏ hàng, hay là customer là liên quan đến thanh toán. Thì trong cái payment này, nó sẽ là thể hiện là nó là component payment. Và trong này ấy, là nó sẽ chứa những cái file, chứa những cái thư viện hoặc là những cái giao thức để mà giao tiếp đối với cả cái thành phần của liên quan đến phần thanh toán. Thì nó thể hiện giữa các thành phần ở trong phần mềm. Ngoài ra nó có thể là tạo ra các artifact. Các artifact này thì nó là những cái file mà sẽ được tạo ra trong cái hệ thống phần cứng của cái biểu đồ thành phần. Ở đây thì chúng ta sẽ xem component. Đây là component. Chúng ta sẽ thấy rằng là trong một cái xử lý đơn hàng ấy, thì nó sẽ có những cái thành phần. Đấy, như là component view. Chúng ta sẽ có là gửi email. Đấy, thì gửi email thì nó sẽ có cái hàng đợi của email, và nó send email và nó cứ gọi đến mail server.
order processing thì nó sẽ đưa vào cái hàng đợi về order và nó đưa vào cái hệ thống order. Đấy. Thì tất cả những cái này nó là các thành phần. Các bạn để ý rằng là đây là biểu tượng của component. Đấy, biểu tượng của component. Đấy, biểu tượng của component. Thì ở đây nó chia ra thành rất nhiều các component. Đấy. Thì là chúng ta có order processing. Đấy, sẽ gửi đến mail queue. Và cái mail queue này sẽ send mail và thông qua cái mail server hay là order queue cũng vậy. Đấy, nó sẽ thực hiện cái việc mà các thành phần nó được thiết kế như thế nào. Tuy nhiên là chúng ta hoàn toàn thấy ở đây là hình ảnh phần cứng. Các file và các module nó sẽ được tạo ra trên cái server, trên phần cứng của chúng ta như vậy. Có thể là đấy. Thì chúng ta có thể là tạo ra một cái order processing và đấy. Cái này tôi thấy khá là hay đấy. Thế nên là có thể là sẽ viết mail queue. Mail queue, tự nhiên tôi quên mất từ queue. UCE nhỉ? UCE. Các bạn chờ chút tôi xem lại cái này. QLQQ. Hàng đợi phải nhỉ? Đấy. Và nó sẽ có cái component là liên quan đến send mail. Và component mail server. Đấy, thì chúng ta sẽ có thằng này, nó sẽ thực hiện link, nó không phải là dependency. Nếu có ở đây thì chúng ta có direct link. Không đúng, nó object và artifact. Nó cần phải rõ ràng vậy thì cái thằng này nó sẽ phải như này. Đấy. Read và send. Cái thằng này là read trong queue và send với main server. Right. Order thì sẽ được xử lý order. Xin nhờ. Chúng ta hỏi nó order queue và order system. Thì chúng ta sẽ có order queue. Sẽ ghi và thằng này nó sẽ gọi vào đây để nó xử lý. Đây. Process confirm hoặc là
Ok, rất là hay, ví dụ rất hay, càng nhỉ. Thì chúng ta có cái biểu đồ thành phần, nó sẽ thể hiện như vậy. Nó sẽ thể hiện được rằng là cho chúng ta cái việc là thiết kế cái phần cứng hay là cái việc cài đặt cái ứng dụng của chúng ta trong phần cứng là như thế nào. Đấy. Hoặc là từng cái module order thành phần như này, hoặc là từng cái file dữ liệu nó sẽ được thiết kế như này. Đấy. Thì để vẽ được một cái biểu đồ thành phần ấy, chúng ta cần xác định rõ là các file sử dụng trong hệ thống này, các thư viện hay các thành phần khác liên quan đến hệ thống, mối quan hệ giữa các tác nhân rồi và sử dụng tên có ý nghĩa cho tác nhân, hay là lưu ý khai báo các điểm quan trọng. Thì rất là hay. Thì chúng ta có cái ví dụ để mà đây là artifact, là các file sẽ được thiết kế ra như vậy và các mối quan hệ giữa các file như dependency. Các bạn thấy là đây là customer liên quan đến order, order normal và special order sẽ được cài đặt. Nó hơi bị ngược một chút. Biểu đồ thành phần, ý nghĩa của nó là như vậy. Các bạn muốn có hình ảnh của cái phần mềm của các bạn ở trên phần cứng, nó được thiết kế như nào, thì ý nghĩa của component nó như vậy. Chúng ta có thể bỏ qua những cái này đi. Còn giữa các thành phần như này để làm việc với nhau ấy, thì nó thường là thông qua cái interface. Đấy, thường là thông qua các interface. Đấy, tuy nhiên trong hệ thống thì nó có thể là quan hệ trực tiếp hoặc là tùy theo từng cái mức độ. Đấy, như ở đây thì chúng ta sẽ giao tiếp với nó thông qua interface. Interface của iCustomer. Đấy. Hoặc là ở đây chúng ta sẽ có một iOrder processing. Đấy. Vì là chúng ta đang tập trung vào cái order này. Đấy. Thế nên là sẽ thực hiện là hiện thực hóa vào thằng này. Đấy. Hiện thực hóa vào thằng này. Và thằng này nó sẽ gọi đến communicate part. Cái này nó sẽ thực hiện. Ok, nó cũng được hiện thực hóa trong đây. Không đúng. Chỉ có một cái. À, ok. Rồi, như vậy là dependency. Đã hiểu. Đây thì nó thể hiện rằng là cái thằng này iOrder processing này sẽ được cài đặt bởi thằng này, và thằng này nó sẽ gọi vào thằng này để nó xử lý. Thiếu mất của tôi một cái hình tròn để tôi xem là nó lấy từ đâu. Đây, nó không phải là như này. Rồi, của nó đây. Đấy. Thì như vậy chúng ta sẽ có được là cái iOrder processing này, nó sẽ được cài đặt bởi cái order processing này, và thằng customer này sẽ gọi đến cái interface của hệ thống order processing này để tạo ra. Đấy. Đây là để thiết kế cho nó đẹp một chút.
chúng ta sẽ cho nó bằng nhau. Đang đi.